Rồi. Rồi chắc Long có lời nói gì đến nhóm không? Hôm nay là một cái sinh nhật rất là đặc biệt của con. Thì con cảm ơn tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong nhóm yêu thương đã cho con một cái buổi sinh nhật rất là đặc biệt. Và con cảm ơn cô Kim Loan. Tí cho khác. Đã đại diện cho nhóm công chúa bánh bò và hoàng tử thì hai là cái nhóm yêu thương đã tặng quà cho con. Sự là con rất là vui và rất là bên cạnh đó là những người bạn mới con là có của Di đâu rồi, Di lấy đồ sạc pin rồi và năm nay thì con ăn sinh nhật con hoa nó tí bạn mới đó là em Tuyết Nhung, em Di Ngân, đây là mấy anh em thì mới gặp thôi nhưng mà thật sự là rất là cùng tần số vậy hả? Đúng như giống như là cùng tần số mấy anh em đi chơi với nhau rất là vui và thoải mái. Dạ và cũng mong là cả nhà yêu thương em Long, em Dung và cũng sẽ yêu thương em Duy và em Ngân luôn hả? Lên lấy bụng sạc rồi. Và một lần nữa thì cho phép con Sắc Long cảm ơn cùng Long nha. Rồi Duy Duy đứng gì? Duy xuống tới rồi. Tôi bên đây Long. Dạ, cảm ơn anh. Rồi và một lần nữa thì cảm ơn cả nhà. Giờ mình hát lại cái đi nha. Okay. Rồi. Nói cô nói đi cô. Cái miếng gì đâu? Hôm nay là Tiết Nhung đã tặng quà rồi. Quà cho Sắc Long là một chầu ăn tại rừng tràm Trà Sư rất là ngon chung với anh Duy lấy, và em Thiên Ngân đó cả nhà. Đó mà sớm rồi một, okay, một chầu còn... ăn rất là ngon. Từ giấy đâu? Ý là có cô có một món quà chuẩn bị cho em để tặng cho Long. Thay mặt. Ôm Long cái. Ừ, có sao đâu? Người tình sân khấu. Rồi. Tiết Nhung nói gì nè. Cảm nhận quá chưa? Xin. Ủa sao hai cái lượng hả? Có cho con không? Cảm ơn nè. 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 Nói chung có con là con vui rồi. Được rồi. Rồi con sẽ làm tất cả. Luôn luôn đẹp trai. Vậy thôi. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh không em giống như là một người anh thì cũng có con không? Thì đó, chứ ôm tầm bậy tầm bạ là bị ăn đòn đó. Ở đây còn một sinh nhật nữa. Dạ à, sinh nhật kia là của bên FC của Long. Rồi lỡ rồi. Rồi vô luôn đi. Còn anh giữ cho anh vậy. Còn thấy ghê. Dạ con, dạ. Con chào cô, em ơi. Quá hạnh phúc luôn cả nhà ơi. Không biết nói gì hơn nữa, cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha cả nhà. Và đặc biệt là con xin cảm ơn đến mẹ Thu Hồng là cô trẻ, cô Huyên.
cảm ơn FC của Chắc Long ạ. Rồi. Rồi ai giúp giùm anh chụp cái hình này giùm nó với. Chụp cái hình này giùm anh. Rồi xong rồi chụp cái kia một cái kia nữa. Rồi. Cảm ơn Duy nhiều. Có tại sao nó sáng quá mà kéo lên được. 1 2 3 2 3. Sáng không? Vâng, đây là coi là hình sáng. Ok, chú sáng chứ. Rồi. 1 2 3 2 3 2 3. Ok rồi, cái kia đâu, cái bên kia đâu, cái này đâu, phụ rồi của em hả? Trời anh thấy cái đó lắm ha. Rồi 1 2 3 2 3. Có lấy nhà 2 3. Có gì hết chữ không? 1 2 3. Ok. Chị Thanh Thúy, chị Thanh Thúy tặng cho em 500. Cảm ơn chị Thanh Thúy nha chị ơi. Lúc nào chị cũng đi hát là chị cũng luôn tặng quà cho em hết trơn á. Nói chung là bữa nay là một cái sinh nhật rất là đặc biệt của Long luôn cả nhà. Tại vì đây là lần đầu tiên mà sinh nhật mà Long cảm thấy là Long được nhận nhiều sự yêu thương của tất cả mọi người. Cho nên là nói chung là hôm nay rất là vui và cảm ơn cả nhà mình lúc nào cũng theo dõi Sắc Long, ủng hộ Sắc Long cũng như là động viên, chia sẻ cho Sắc Long. Cho nên là con chỉ biết bây giờ là cố gắng thật nhiều để không phụ lòng của tất cả mọi người đã dành tình thương cho con cũng như là mấy anh em của con. Và lần nữa thì con xin cảm ơn cả nhà nha. Rồi cảm ơn dì Ba Ngọc Thanh nha, chúc mừng sinh nhật Sắc Long. Cảm ơn dì Ba ạ. Rồi mình đi ăn đi. Ủa vậy sao nãy ai gọi cho con, nó có hai cái cô nào chờ con? Hai cô này là cô này nè. Hai cô này đây nè. Cô nào đó? Không, nói là hai cái cô nào ở nhà bà ngoại chờ con. Ta nè. Đây nè. Đó, nãy giờ bao nói nghe rồi, chứ không tại không đây giờ bao nói bạch. Bé Nhung đâu? Dạ bé Nhung đang xuống. Rồi chị tên gì vậy? Chị Kim Loan. Chị Kim Loan có trong nhóm của mình không? Có. Chưa có trong nhóm đại gia đình không? À, cả nhà ơi, đây là chị Kim Loan nha. Là hôm nay chị Kim Loan đã đại diện cho nhóm để chuẩn bị cái quà này cho Sắc Long. Nói gì Sắc Long nó bị nổi điên với Bảo, nó ý nói là tại sao có ai chờ nó mà không cho đi gặp. Ý cái kiểu mà giống như là nó không hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ Bảo kêu là cứ ở đây thì mọi người sẽ tự sắp xếp. Mà tại vì nó tưởng đâu là mấy cô đang đợi nó ở nhà mà giờ nó ở đây nó không chịu đi gặp thì nó có chịu. Không có. Thế là tổ chức một cái sinh nhật ở cái quán nào đó. Dạ thì bây giờ đi ra tiệm mì mình ăn nè. Không, tại lý sao không? Ủa, đi về. Đi về hả? Ở chị ở đâu lận chị? Ở Mỹ với Kinh 7. Xe Kinh 7 rồi. Đi lên đang tiếng đồng hồ quá. Rồi, rồi thôi giật mình đi vậy kìa. Thằng con trai con nhỏ đâu. Gỡ nhỏ của anh. Thằng con nhỏ nữa. Rồi, chụp hình cho chị đi. Gửi ra, gửi cái nón bảo hiểm ra. Happy birthday to you. Ôi em lấy cái bánh ra luôn đi. Rồi sao, đến gửi cái bánh cho phụ ta đó. Đây là chị Kim Loan nha, đại diện cho nhóm nha. Cái cô Nhung xuống đi, cái cô Nhung xuống đi. Chúc mừng sinh nhật Sắc Long. Di cái này, cái Di cái đồ sạc pin lên không Nhung? Có. Em mượn có được không? Di dự phòng đúng không? Anh thấy Di có đó. Cô Nhung đang có anh có được cọc dây không? Anh không có luôn. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Rồi đây là... Đây là con Kim Loan. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên đây cho nó sáng nè. Hôm nay là một cái sinh nhật rất là đặc biệt của Long luôn. Rồi bé Nhung ơi, đây là cô...
Bây giờ hôm nay là cô Kim Loan, cô Kim Loan trong nhóm của mình luôn. Cô chuẩn bị cho đại diện cho nhóm để làm cái bánh sinh nhật cho Long. Là cô ở xa cô tới. Rồi.